Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Ngày nay thì những chiếc xe Kia đã trở nên đẹp hơn, nhiều tiện ích hơn thì đương nhiên rồi. Nhưng bây giờ Kia lại càng thể thao hơn, lại muốn cạnh tranh với những cái dòng như là Audi A7 Sportback hay là mẹt CLF. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm nghía, tìm hiểu xem mẫu Kia Stinger của Kia có gì hay, và để xem Kia Stinger có cạnh tranh nổi với Audi A7 Sportback, có cạnh tranh nổi với CLF hay không. Yay! Kia Stinger trong một màu xám, màu đen xám. Màu này mà trên những chiếc xe của Đức, những chiếc xe châu Âu thì khỏi nói luôn. Nhưng mà nó bị cái logo Kia ở đây cho nên nó có gì đấy, nó vẫn là ở cái đẳng cấp dưới. Mẫu xe này đây, mình quay cái giá cho các bạn xem luôn nhé. Đấy, giá ở Thái cũng như ở Việt Nam cứ 2,9990 gì đấy. Tính tròn 3 triệu bạt đi, 3 triệu bạt là quy đổi ra nó khoảng 2 tỷ mấy nhỉ, 2 tỷ 2. Khoảng 2 tỷ 2. Khoe luôn nhá, trên này khoe luôn, mặc dù mình không biết tiếng Thái đâu nhưng mà đoán này, động cơ 2.0 thì chắc là phải có turbo thì mới lên được 255 ngựa. Đấy, số 8 này khả năng là hộp số 8 cấp. Rồi, có màn hình hiển thị trên kính lái. Ngay bên kia. Đấy, quảng cáo luôn. Xem nào. Đầu xe thì nhìn chung thiết kế của Kia trong nhiều năm trở lại đây thì khá là đẹp mắt. Thậm chí nó còn gì đó, nó còn đẹp hơn cả xe Nhật cơ. Đối với cái đối tượng khách hàng trẻ ấy. Đây, bộ đèn này. Nhưng mà các bạn nhé, các bạn cũng sẽ thấy được dù là đèn LED hay là có rất nhiều BIMS, có rất nhiều BIMS trên Kia Stinger, có cả Daylight. Nhưng khi mà chúng ta nhìn kỹ vào ấy, nhìn kỹ vào như thế này này, chúng ta sẽ thấy được nó là Kia. Bởi đơn giản, nhìn nó chưa được tinh xảo, nó chưa được sang trọng. Mình xem cái hốc hút gió đây có xuyên không? À có, đây là hốc hút gió thật luôn, chứ không phải là giả vờ. Cản dưới thì khá là thể thao. Đẹp, nói chung lấy tản nhiệt là đẹp đấy. Nhưng nhìn nó không chắc chắn, nó không dày dặn, nó không chiến như những chiếc xe mẹt thôi. Chơi hẳn lốp Conti Sport này, Continental Sport luôn nhá. Và được cái những cái dòng xe Kia, các bạn sẽ thấy là những cái thiết kế mâm, những cái thiết kế ngoại thất nó khá là bắt mắt. Và động cơ 2.0, 255 ngựa, 350 Nm cực đại, đạt từ tua thấp là 1.400 tới 4.000 vòng là đáng ghi nhận đấy. Đáng ghi nhận với một cỗ máy. Nhưng mà thực ra đấy là chỉ số thôi, mình phải chạy thử xem nó có gần, nó có bốc, nó có nhạy, nó có lag hay nó có gì không thì mình mới biết được. Hốc hút gió thật luôn. Hút gió thật luôn. Và đặc trưng của cái dòng Sportback này là phần đuôi, phần thiết kế với đuôi này vuốt rất dốc này. Vừa rồi thì mình có giới thiệu cái mẫu Accord ấy. Ngay cả bản chất Accord là một mẫu sedan thì bây giờ cũng có thiết kế cái phần trụ xe, phần cốp sau là cũng rất coupe rồi. Wow. Đây, một cái điểm mình thấy khá dị trên mẫu xe này nhá. Cái phần viền chrome chạy trên cửa này, nó sẽ chạy suốt ra đây. Đây, vuốt ra cánh cửa sau luôn. Chiếc cửa thứ 5. Đẹp, đây các bạn có thể nhìn ở cái góc này thì thấy rất là đẹp luôn. Wow, đuôi xe đẹp quá. Đèn LED hết. Đuôi xe này nó hơi giống của Maserati. Nó hơi giống. Đấy, các bạn có thể thấy không? Đèn đẹp đấy. Thiết kế thì hẳn rồi. Maserati style là đây. Chụp bô phía dưới, cản dưới. Nói chung là Kia có một cái điểm rất hay là họ sẽ học hỏi thiết kế từ các hãng xe sang, và rồi sẽ tiệm cận dần, đánh chiếm dần. Đấy là cái làm của Kia. À, cửa điện mở lên. Đó, các bạn có thể thấy đây. Cho mình lùi ra đây một chút. Chuẩn nhá. Chuẩn Audi A7 Sportback nhá.
cũng rất êm. Thực sự mà đói, cửa đóng rất êm. Những chiếc xe Hàn thì chúng ta không phải băn khoăn gì về tiện ích cả, bởi vì thông thường họ sẽ trang bị dư lên cơ. Đấy, trên gương có cảnh báo điểm mù, có tự động sấy gương, có. Tôi là xe Hàn mà. Đây, bây giờ mình sẽ ngắm nghía khoang nội thất của nó. Wow. Rồi. Đấy, thành cửa đây. Khá giống những chiếc xe Audi. Sử dụng màu tương phản. Da cũng nhựa, cũng kim loại. Nhưng nó là của Kia. Có hai vị trí nhường ghế. Kia thường rất thông minh khi trang bị các tiện ích. Cũng có nhường ghế nhưng đôi khi chỉ có một ở vị trí lái thôi, còn vị trí bên phụ thì đâu cần họ cắt đi. Vì vậy là cái giá nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Vâng, vô lăng nhỏ nhắn, vô lăng thể thao đáy bằng. Phong cách của AMG, phong cách của Audi R8. Thường thì Kia nó có cái thiết kế nó khá giống với Audi đây. Rồi, trên vô lăng hàng phím bấm. Thực ra cái vô lăng này chưa thể gọi là thể thao được. Thực sự là vậy, để mình rui rui ra một chút đó. Bằng đồng hồ thì mình không bật lên được. Ở bên triển lãm bên Thái này rất dị là người ta không cho bật. Đó, không cho bật lên cho nên rất khó nhìn. Và cái đồng hồ này thì kiểu của Audi rồi, Audi style rồi. Đó. Ngay cả những cái cửa gió này, cửa gió kiểu cách túc bin này thì nó khá giống trên mẫu Audi TT. Màn hình cảm ứng, màn hình này thì chắc là khoảng 7 inch gì đấy thôi, 7-8 inch, tôi cũng không bật được. Và ở dưới đây nhá, hệ thống điều hòa hai vùng này. Rồi, xem mình. Rồi, có sạc không dây, kết nối AUX, USB có, tần số Audi để cho nó nhanh. Drive mode có, ESP thể thao có, auto hold có, phanh tay điện tử có, sấy vô lăng có, sấy ghế có, camera view có, tự động ngắt động cơ có. Bởi vì tôi là Kia, đừng có nói chuyện với tôi về trang bị tiện nghi, bởi vì tiện nghi của tôi luôn luôn thừa cho các bạn. Ghế thì da rẻ cũng được, không thể gọi là sang cao cấp được, nhưng gọi là cũng được. Nếu về Việt Nam loanh quanh khoảng 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 thì các bạn có sẵn sàng không nhỉ? Bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền ra hơn 2 tỷ để mua mẫu xe này? Khả năng hơi khó, phải yêu lắm thì mới mua. Đây, hàng ghế sau nhé. Đặc trưng của các cái dòng Sportback này, đó thì cái phần trầm và cái phần trần này, ngồi phía sau này là nó bị sát về trần hơn. Trần này là trần là trần da lộn nữa các bạn, trần da lộn đấy, cũng đẹp. Thiết kế nội thất tương phản đen đỏ và mùi xe cũng rất là Kia luôn. Thực ra nếu mà nhìn trên những hình ảnh trong các cái video giới thiệu, trong các bộ hình giới thiệu thì sẽ thấy những chiếc xe Kia cực kỳ an ảnh, nó an ảnh gấp nhiều lần so với những mẫu xe Nhật cơ. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn trực tiếp ấy thì chúng ta sẽ thấy những cái vật liệu, những cái công nghệ về lắp ráp vân vân thì còn xa lắm, còn xa lắm mới được như xe Đức. Nhưng mà mình cũng rất mong là cái mẫu xe này về Việt Nam để mình chạy xem bao nhiêu phần trăm nó giống xe Đức. Rồi anh em hãy like và subscribe kênh, hãy rung chuông thật nhiều vào để mình tiếp tục gửi tới các bạn những cái video, những cái thông tin về sản phẩm mới dự kiến sẽ về Việt Nam.